Kính thưa quý vị, ngôi sao của Ghostbusters qua đời ở tuổi 69, tin từ Los Angeles. Đạo diễn kiêm diễn viên hài nổi tiếng Harold Ramis, người từng được biết đến với các bộ phim như Ghostbusters, Groundhog Day và Caddyshack, đã bất ngờ qua đời ở tuổi 69 vào ngày thứ Hai vừa qua. Theo người đại diện của nam diễn viên này cho biết, ông Ramis đã qua đời do biến chứng của một căn bệnh về máu, một chứng bệnh mà ông mắc phải từ năm 2010. Ông đã ra đi trong sự thanh thản bên cạnh người thân tại tư gia ở Chicago. Harold Ramis lớn lên ở Chicago và theo học tại trường đại học Washington ở San Luis. Ông đã từng có thời gian làm việc với tạp chí Playboy trong vai trò một biên tập viên trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn hài vào năm 1969 với nhóm hài Second City. Ramis bắt đầu quay trở lại Chicago vào năm 1996 sau 20 năm sinh sống ở Los Angeles. Trong khoảng thời gian này, ông đã trở thành một nhà biên kịch nổi tiếng với kịch bản của The National Lampoon Animal House, một bộ phim hài đình đám được ra mắt vào năm 1978. Trong sự nghiệp của mình, Ramis đã từng viết ra nhiều kịch bản phim nổi tiếng như Caddyshack và National Lampoon Vacation. Tuy nhiên, tên tuổi của ông chỉ thực sự được biết nhiều với vai diễn tiến sĩ Egon Spengler nằm trong loạt phim hài đình đám Ghostbusters. Vào năm 1993, Ramis đã tham gia viết kịch bản, sản xuất và đạo diễn một bộ phim hài thành công, đó là Groundhog Day. Ngoài ra, ông còn là tác giả kiêm đạo diễn của một số bộ phim nổi tiếng như Analyze This và Analyze That, với sự tham gia của Robert De Niro và Crystal.